Tử vi tuổi Ất Mùi 1955 tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên. Chúng đều vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên. Các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung của những gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong tháng 4 âm lịch, thì chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan của tuổi Ất Mùi. Những người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 thường có bản tính hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác nên được rất nhiều người quý mến. Họ là người thích sạch sẽ, gọn gàng, song phẳng nhưng lại ưa hoàn mỹ, nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Có thể nói rằng, người tuổi Ất Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều, cho nên tuổi Ất Mùi cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn, hợp tác cùng với người khác. Vận mệnh người tuổi Ất Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra, mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc, bền lâu. Ngoài ra, trong vận trình sự nghiệp, nếu quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phát triển về thêm các phương diện khác mà gặp phải khó khăn, thì chớ nên nản chí, cần phải kiên trì thì mới có được thành công. Bản mệnh nên hướng phát triển ra ngoài, nếu gặp khó khăn thì có thể xin sự trợ giúp của anh em bạn bè. Nếu có thể tìm được người cùng chí hướng thì vẫn có thể tiến tới hợp tác, làm ăn. Quý dương thủy gặp mùi âm thổ là thiên tài, nghĩa là bị thần khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Ất Mùi sẽ được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có những tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý nhiều hơn. Nếu không sẽ xảy ra tranh chấp và cãi vã không cần thiết với bạn đời, thậm chí có thể dẫn tới chia tay. Cho nên bạn và người đó cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng và chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Hơn nữa, bước sang năm Tân Sửu, tuổi Ất Mùi nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Ngày xưa có câu thái tuế đừng điều họa, vô hỷ ắt hưu họa, ý chỉ thái tuế đau đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Tân Mùi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài, thái tuế, đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Ất Mùi trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Trong tháng 4 âm lịch, những người tuổi Ất Mùi thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp.
Bản mệnh dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công việc. Hơn nữa, người tuổi Ất Mùi cũng là người thích tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm thì bản mệnh luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được sao? Đặc biệt trong tháng 4 âm lịch, với những diễn biến giúp công việc khởi sắc, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tuy vất vả, nhưng bản mệnh sẽ luôn đạt được những điều mà mình mong muốn. Trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên những gia chủ tuổi Ất Mùi hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận để kích hoạt con đường công danh, tài lộc, thêm phần nở rộ, thành công. Đây là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai, về mặt tài lộc. Trong tháng 4 âm lịch, tài lộc của người tuổi Ất Mùi không có nhiều điểm sáng. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mà mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Với những người tuổi Ất Mùi làm ăn, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết sức mình, nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít. May mắn, bản mệnh là người biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Ất Mùi nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh trong tháng 4 âm lịch lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Bản mệnh hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi, dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa, để giữ gìn hòa khí. Ngoài ra, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Vật phẩm có tác dụng hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Đồng thời, vòng còn giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ giữa bạn và người đó và với những mọi người xung quanh. Về mặt sức khỏe, trong tháng 4 âm lịch, sức khỏe của những người tuổi Ất Mùi không có điều gì đáng lo ngại. Chỉ có điều, tinh thần của bản mệnh không được tốt, bản mệnh gặp phải chuyện buồn trong vấn đề tình cảm. Cho nên bản mệnh hãy nhanh chóng thoát ra khỏi cảm xúc và lấy lại tinh thần để tiến tới mục tiêu của mình. Tuy nhiên, tử vi nhắc nhở bản mệnh chớ nên âu sầu, lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ. Thời điểm này, bản mệnh cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Đồng lòng, người tuổi Ất Mùi nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 4 âm lịch để quý gia chủ tuổi Ất Mùi có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, tức ngày 12 tháng 5 dương lịch đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục. Xung Hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng, bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 4, tức ngày 17 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Ất Sửu. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 4, tức ngày 29 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Đinh Sửu. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Mùi.
Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Thứ nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm có thể thể hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch 11 tháng 4, tức ngày 22 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bạc Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 4, tức ngày 3 tháng 6 dương lịch, nạp giáp Nhâm Ngọ, nạp âm Dương Liễu Mộc. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi tuổi Ất Mùi cho năm 2021. Mọi điều, mọi phương diện đều khá tốt, nhưng những gia chủ tuổi Ất Mùi cần chú ý ở giao dịch độ tuổi này. Thứ quý gia chủ cần ưu tiên hàng đầu là sức khỏe chứ không phải công việc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như trọng đại, như có thể được chọn ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, như những dự định ban đầu về công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân. Xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại. Hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hiển thị trên màn hình, hoàn toàn tư vấn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật được những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn những video tiếp theo. Tử vi tuổi Bính Thìn 1956 tháng 4 âm lịch. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.